Trắng trắng. Nào đứng dậy, 2, 3. Nào 2, 3 góc, các góc nào, 2, 3. Trắng trắng trắng. Trắng trắng. Đi lên đây, cái góc nào. Ui dồi ôi. Bờ mông quyến rũ nào. Yêu em say tình nồng là tình nồng say. Ôi em say tình nồng là tình nồng say. Nào đưa ta xem nào. Đưa ta xem nào. Trời yêu em tình nồng. Nhưng mà tao chỉ quay clip một tí thôi chứ tao ghét chó lắm. Đây là chó của con Nhung mà nó đang ngủ. Cưng ha. Nói chung mày cũng được đấy. Tao thấy mày cũng ok. Nhưng mà mày biết sao không? Mày là một trong những nhân tố một tháng con Nhung nó tiêu hơi nhiều tiền cho chúng mày đấy. Chúng mày ăn cái gì mà chúng mày ăn nhiều thế? Chúng mày đi dạo phố cái gì mà chúng mày dạo phố nhiều thế? Làm cái gì mà nó phải tổ chức cho chúng mày đi ngắm cá vàng ở đây như thế nào? Mày nhìn xem cái kìa. Kìa, đấy, mình ra đây mình nhòm đi. Mình nhòm cái đống cá vàng cái kìa. Con Nhung nó lắp hai cái bể cá vàng cho chúng mày nhòm. Tầng này một bể, tầng trên một bể. Mày nhìn xem đồ ăn thức uống của chúng mày. Phải đưa chúng mày đi khu vui chơi. Là ý chúng mày như thế nào đây? Có đi nhuộm cái gì đây? Có đi nhuộm lông của chúng mày đây. Đây, 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 mọi người xong, mọi người xem nó đi. Đây. Úi dồi ôi, đây. Tôi hỏi mấy bà. Này, đây. Đây, đây, đây. Nó còn đi cắt lông, nhuộm lông cái này. Tôi hỏi mấy bà đây. Đây, bờ mông sexy đây. Bờ mông sexy, sexy, sexy. Này, còn tai đây. Mà nó là con trai nha mấy bà. Con trai mà con Nhung này, nó cho này. Úi dồi ôi, nhà này chưa đủ BD hay sao mà bà Nhung ơi. Đừng im đó, mày đừng im đó. Mày làm im mày cho tao. Phải xưng là mẹ Trang Kinh. Không má. Ok chưa? Đó, thấy không? Cái bao tóc này. Ừ là trời. Mày tiêu nhiều tiền của tao lắm đấy. Nhất là mày đó. Mày thấy các em của mày đây không? Không đứa nào nhuộm tóc. Mà tại sao mày lại nhuộm tóc? Mày đú đờn phải không? Có phải mày đú đờn là mày đứng im cho xem à? Mày đứng im ạ? À? Nào đứng im. Tao bảo mày là mày đứng im. Mày ngồi im cho tao. Đó. Hãy cả nhà thấy nó không? Cả nhà thấy nó không? Đó, này, các bạn nhìn thấy nó không? Đó, các bác thấy không? Nó tiêu tốn tiền như thế này cơ mà. Đây. Trái tim, yêu ai mà trái tim? Chào hoàng tử, yêu ai mà trái tim? Nào mày đi đâu? Mày đứng im mày cho tao. Tao kêu mày đứng im đó. Mày tưởng tao không biết nói chuyện với chó à? Mẹ chúng mày đang ngủ trong nhà kia kìa. Mày thái độ như thế à? Mày nằm im vào cho tao. Mày một tối nay mày ăn hạt, mày ăn xương. Em có kỹ năng đào tạo chó không ấy chị? Đấy, mày em lắp điều hòa. Lắp điều hòa. Hôm nay trời mát, nó lắp điều hòa. Chứ bình thường hôm nào nóng nó bật điều hòa cho chó đó. Đấy, nó bật quạt này. Quạt này mấy bà, đó. Cửa rổ cửa là, trời ơi là trời. Chưa kể trồng cây chó này là mấy bà. Đấy, chó đã uống nước này đấy, đấy, chó uống nước đã. Các bà chưa đồ ăn đồ uống đấy, đấy, đấy phục vụ đó. Đấy, cô phục vụ cái chó mới đó. Bà, mày kêu cái gì? Cái gì đóng bỉm hả? Cái này đóng gì đây? Đái rắc đó. Ô, má ta nói. Trời ơi, mình ra đây ta xem là con. Mày ra ta chụp hình. Ui, đi, xin lỗi nha. Ồ, má ta nói. Ồ, má, ok là u là chờ, u là chờ. Ồ, con chó mày đem đi nhuộm tóc à? Con bị chốc mõm này. Con này là bị chốc mõm à? Ồ, men ta nói. Ồ, mày ơi, kết quắc răng ren ren. Và đây là một siêu mẫu nam đến từ vương quốc nào đây? Úi là trời. Đó, mấy con chó của con Nhung đấy. Đây mới chỉ là một phần của tảng băng trôi thôi.
Đây còn mấy con này nữa. Ê sao mấy con này cái lông sao nó không bán bớt đi, trời ơi là trời. Oh man, là trời. Vô đây quyết lót cho xem nào. Đây là nơi dì lắc của mấy con chó của con Nhung. Và mấy con chó này các bạn biết nó đứng đây làm gì không? Nó đang đi ra chơi với đàn. Đây là đàn cá. Đấy con Nhung này. Đó con Nhung nó nuôi một bầy rau, bầy cá gì đây này để cho chó nó nhìn tung tăng đây. Mọi người thấy nó không? Đó nó lắp một cái bầy bể cá để cho cá tung tăng đó mọi người. Ui rồi ôi u là trời. Ê cái con Hồng nó đâu rồi? Ê mày vào đấy làm gì mày hả con Hồng? Hello đi ra đây con, đi ra đây. Mày cách quá rồi ta xem coi. Ừ đúng rồi, đúng rồi, chân cao được rồi. Ừ đúng rồi, ừ đúng rồi. Đó mày hóa ra tôi có kỹ năng để đào tạo chó. Ui rồi ôi cành cánh cang. Ui rồi. Đây là chia ca để đi dì lắc nha mọi người. Đây nó còn có một cái bể cá ngoài này. Ây giời ơi nó còn một bể cá ngoài này để cho. Ui rồi những con lòng tong mà trời ơi là trời. Nó xây cái gì đấy trời. Cá lòng tong mà. Nuôi cá gì đấy Nhung lòng tong mà. Trời ơi mẹ thần thiên địa. À bể cá của nó di động được như mấy bà. Úi dồi ôi lạy hồn. Úi dồi đây này. Trời thần ơi gió mát như thế này cái gì đấy. Trời thần ơi. Tôi chết với bà Nhung đây. Tao khổ vì nó lắm mày ạ. À. Chồng thì đéo có, người yêu thì đéo yêu. Chó với chả má. Đó cái chỗ để ngồi chơi với chó lạy hồn. Đây cũng đọc truyện nha, trời thần thiên địa. Tôi ra quán lấy khăn đi đơn mấy viên bổ trứng về tôi uống đây. Cái độc của nó đây, nó mua cái gì đấy bát cho chó ăn cơm đây bà. Đó, trời ơi. Ui giời ơi đây nữa, đây. Cái gì mà đây nó mua đồ xịn nha, tôi mới dùng đồ để nha. Còn nó mua đồ xịn nha mấy bà. Đấy, trời ơi, u là trời. U là trời, đôi dép này tôi mua cho thằng em trai tôi. Sao nó không đi? Đây mấy bà, mày nhìn nó đi. Đó, nó cũng đi eo trời mẹ thần thiên địa ơi. Trời thần thiên địa đây. Cả bà có nhìn thấy đi eo của nó không? Này nó chưa đi luôn nha mấy bà. Trời ơi mẹ thần ơi. Trời ơi mua mẹ thần ơi, thiên địa thần linh ơi. Trời ơi mày cũng đi mua hai hưu làm gì, mày đi đâu mày đi. Mày đi đâu hả Nhung? Đấy nó mua đồ xịn không này mấy bà. Đấy tôi hỏi mấy bà nó mua đồ xịn không, nó có đi đâu. Nó định đi đâu, đi giày hạc cao gót, nuôi chó chăm chó, đi giày cao gót. Đôi này có thấy nó đi một lần. À chưa đi bao giờ luôn má ơi. Tao lạy mày luôn Nhung ơi. Đó. Trời ơi nó kêu là tao mua tao để sẵn khi nào tao có dịp tao đi. Trời ơi là trời. Tao lạy mày luôn đó Nhung ơi. Đó. Đấy nó cũng như bánh bèo đó. Đại dụ dụ cái gì mày mày làm sao vậy Nhung? Trời thần thiên địa. Trời ơi là trời cái gì nó mây đi ò mấy bà đó. Còn tôi mua cho nó hai đôi dép xịn này thì nó chưa đi. Đấy tôi mua cho nó hai đôi xịn sò này tôi vứt hộp rồi mà nó chưa đi. Đấy, tôi mua cho nó để nó đi bộ trong quán bún đậu nó cũng chưa đi. Chả nhẽ tôi lấy ra tôi bán hết bây giờ. Trời ơi là trời. Cái gì nữa đây trời. Cờ róc đấy, mua xịn luôn đó. Cờ róc đấy, để đi mùa mưa, xịn luôn. Ui giời, cái gì là Nhung. Đây, em nói thì các chị không tin. Đây, em nói thì mấy chị không tin. Nó mà đã thích đôi nào á thì nó mua luôn một lần hai đôi. Đấy, tôi đùa mấy bà làm cái gì đây. Size 6 này thấy chưa.
Thấy chưa? Sai sáu thấy chưa? Nó thích cái đôi này là nó sẽ mua hai đôi nó để nó đi dần. À. Ui giời ơi, u là chơi đấy. Đây, mua để dành mày đó, không có đi. Đây, tôi hỏi mấy bà đây. Nó đã đi đâu? Đôi này nó mua 2 năm trước, nó đã đi đâu? Ui giời ơi, tôi u là trời ơi, tao lạy mày đấy Nhung ơi. Đây, quần áo của chó đây. Đây, vitamin nó để đây này. Tao không hiểu là mày để trà giảm cân vào trong ấy. Để trà giảm cân vào trong này làm gì vậy trời? À, bà hai. À, trà thải độc, trà giảm cân. Trời ơi, má Nhung ơi, con lạy má Nhung. Không hiểu mà bà để vào để tận trong tủ lạnh để làm cái gì luôn ý. Xin hồn. Tôi xin hồn. Trời ơi, cái gì đây mà mày làm? Ôi dồi ôi. Cái gì vitamin E mày gì mày khui của tao mấy hộp lận Nhung. Trời ơi, đấy các bác thấy không? Còn này đây, đây cũng vitamin E luôn, chắc luôn. Đấy, không hiểu nó làm cái gì. Úi dồi, ba mẹ thiên địa. Đó. Trời thần ơi. Không biết là nó đi đâu đâu nha mấy bạn. Ê, nó đi đâu mà đi mua tương anh đôi giày trời. Zara, trời ơi, đồ xịn công mấy bà. Trời ơi, má ơi, nó đi mua đồ xịn công. Mình toàn mua đồ Việt Nam xuất khẩu. Nó mua đồ xịn công, trời thần thiên địa, đây đây. Ui trời ơi Nhung ơi mày. Trời thần thiên địa ơi mấy bà. Đây các bà nhìn nó đi. Đó, đó. Các bà thấy nó không? Các bà thấy nó không? Adidas, trời ơi nó mua hẳn đôi xịn xò như này. Trời ơi là trời. Ôi dồi ôi, cái đôi giày này nó phải nặng cả 2 cân. Ôi dồi ôi, cái đôi này mày mua làm gì mà nặng thế này hả Nhung? Trời thần thiên địa, cái gì đây? Lúc luôn. Trời ơi là trời, các bà thấy giày đó không? Nó toàn đi đôi dép Lào xong nó mua cái gì đây? Trời ơi là trời, đôi này có thấy nó đi một lần về ăn Tết. Trời thần thiên địa, mua giày xịn không? Trời ơi, mình thì mua đầy đầy giày đều mình đi. Nó mua giày xịn không? Ai mấy bà. Tôi không hiểu là mày mua để làm gì hả Nhung? Trời ơi, nó mua nó cứ để nó ngắm thôi. Nó có đi đâu? Trời ơi, đây bà cũng trồng cây, trồng cối đây. Bà, đây bà để đây để tối bà uống nước siêu linh à. Cũng trồng cây trồng cối như ai. Ui giời ơi đấy, trời thần thiên địa ơi. Để cho chó nó ngắm lên làm gì đâu. Hạt cho chó là cái gì đây? À đây là con nó ăn cái này đây à. Con nó ăn cái này. Ui giời ơi, ui giời, đây cái máy chạy thể dục của tôi. Nó kêu là cho nó lấy sang để cho chó chạy. Đây cái máy chạy thể dục của tôi. Các bà nhìn thấy chưa? Cái máy chạy bộ của tôi chưa đi. Tôi chưa đi được ngày nào. King Sport của tôi đây. Đây đây mấy bà nhìn đây. Nó kêu mày cho tao mang sang đây cho chó đi chạy bộ. Trời mẹ thần thiên địa. Đây là mấy bà này. Mấy bà ấy đang lột bắp giò. Đó. Là bắp giò phải buộc bằng chỉ trắng chứ không buộc bằng dây ni lông nha. Đó. Đó. Chứ còn những chỗ khác buộc bằng dây ni lông xin là. Nhà này cái mạng wifi nhà bị cùi bắp. Chứ nhiều chỗ người ta buộc dây ni lông cho nó nhanh. Với cả nó sẽ không bị đứt thịt. Ui giời ơi. Ui là trời. Rồi, thôi tôi đi về đây.